Kính chào quý khán thính giả, hôm nay tôi xin phép đọc tiếp chương 6 của tiểu thuyết Trăng Lên của nhà văn Thế Đức. Người trở về, miền Bắc được hòa bình sau thắng lợi của Việt Minh ở Điện Biên Phủ chỉ vài tháng. Mấy ngày sau sự kiện ấy thì cha tôi về. Cha về vào một buổi chiều cuối thu, lúc ấy mặt trời còn đỏ mọng như một cục máu đang lơ lửng trên đỉnh núi xa tít phía chân trời. Cha sải từng bước chân dài trên con đường làng vắt ve vắng teo, tới cổng ngõ nhà mình thì dừng lại. Cha ngước mắt nhìn cái cổng ngõ ông nội đã xây cùng với ngôi nhà từ khi cha là còn là đứa bé tí tẹo, vẫn may mắn giữ được nguyên vẹn sau những lần quân Pháp về càn đốt phá làng. Cánh cổng đang khép hờ, cha đưa tay mở rồi bước vào sân. Ngôi nhà rất đỗi yêu thương hiện ra trước mắt, mái ngói đã ngả màu rêu phong hơn nhiều so với lúc cha còn ở nhà. Những bức tường quét vôi trắng đã chuyển thành màu ố vàng. Cây nhãn ông nội trồng góc sân cũng đã vươn cao gần chạm mái ngói, tán lá trùm kín cả một góc sân. Ba ô cửa giờ ra vào ở ba gian nhà chính đóng bằng gỗ xoan ngâm, quét qua một nước vét ly cũng lâu sẫm lại. Tuy cửa cọ bỏ ngỏ nhưng trong nhà ngoài sân không thấy một ai. Cảnh nhà cô đơn vắng vẻ khiến cha tôi chột dạ. Từng ấy năm loạn lạc không biết trong nhà có ai bị làm sao không. Cha bước vào nhà rồi hạ chiếc ba lô trên trong đựng vài thứ đồ đạc, quần áo và một chiếc nơ cài tóc làm quà cho con gái xuống phản góc phản. Cha nhòi người trên mặt tấm phản ấy, đẩy nhẹ cánh cửa sổ trông xuống sân sau. Bà nội đang đứng cho gà ăn bữa tối, cả đàn gà tranh nhau mổ thóc. Mấy đàn gà con dạo lánh mạn nạn sang sông bây giờ đã lớn thành những thứ chú chống lộc ngọc hoặc những gà mái gà không còn son dỗi nữa. U ơi, con về rồi đây U ạ. Hình như có tiếng thằng cả, bà nội ngơ ngác không tin ở tai mình. Chiếc đấu gỗ đựng thóc của bà nội đang cầm tuột khỏi tay rơi xuống sân, thóc vãi tung tóe. Mấy chú gà giật mình chạy giạt sang hai bên, nhưng khi nhìn thấy mồi chúng lại lăn ra xả trở lại, tiếp tục giành nhau từng hạt thóc. Vẫn là tiếng gọi vất rất đỗi quen thuộc, vừa rất đỗi thân thương mà chính tai bà vừa nghe thấy lại cất lên. U ơi, con đây mà, con về với thầy U đây mà. Đúng rồi, thằng cả về. Bà nội quay lại nhìn lên cửa sổ. Trong nhà chưa kịp lên đèn nên rất tối, khiến bà không nhìn thấy con trai đang ở trong đó. Nhưng đúng là có tiếng thằng cả thật rồi. Bà tất tả chạy lên nhà. Cha nhìn thấy mẹ mình, nhìn thấy mẹ mình tất tả chạy lên nhà cũng vậy, vùng dậy bước nhanh ra đón. Hai mẹ con vừa đến lối ngõ phía đầu hồi thì nhìn thấy nhau. Bà nội ào đến giơ cả hai tay ôm chầm lấy con trai rồi òa khóc nức nở. Hai tay bà nội run rẩy trên khắp khuôn mặt của con trai như muốn xem có đúng thật không. Gần 9 năm rồi cha đi kháng chiến, dầm mưa dãi nắng nhiều nên xa dạ sạm lại già đi nhiều. Cha im lặng lặng cứ đứng yên để cho người mẹ già được thỏa lòng. U có khỏe không? Thầy con và hai mẹ con cháu đâu hả U? Thầy con đi luyện võ công cùng ông Tuệ bên trên bờ sông, còn hai mẹ con nó đi làm ngoài ủy ban kháng chiến huyện, cuối tuần mới được nghỉ mà mới đưa nhau về nhà. Cha thở phào nhưng vô cùng ngạc nhiên. U vừa nói nhà con đi làm ngoài ủy ban kháng chiến huyện. Bà nội gật đầu kéo con tay con trai ngồi xuống hiên rồi kể cho nghe tất cả những gì đã xảy ra với gia đình từ ngày con trai bà vượt sông đi theo kháng chiến. Cha ngồi nghe môi bọng bậm chặt. Khi nghe bà nội kể xong, cha buột miệng thốt lên: thầy U ở nhà con vất vả quá, thế mà con chẳng biết gì cả. Cha chỉ nói được như thế, rồi lại ngồi im, dường như cảm xúc dâng trào trong đang ngự trị đầy ắp trong trái tim người trở về. Một lát sau cha đứng dậy nói với bà nội: để con đi tìm thầy con cái đã. Bà nội cũng đứng dậy theo, níu tay con trai lại: con cứ ở nhà với U, giờ này ông ấy cũng sắp về rồi, để U đi thổi cơm cho con ăn, chắc con cũng đói lắm rồi phải không. Bà nội đi nhanh vào nhà châm ngọn đèn dầu rồi xuống bếp nổi lửa nấu cơm. Cha vừa đi theo bà nội vừa nói: U làm gì để con đỡ U một tay. Cha đi theo bà nội xuống bếp. Bà nội sắp đồ rồi ra bể nước vo gạo. Cha ngồi bên cạnh nhặt rau. Hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện thì ông nội về. Ông nội đi luyện võ công và về đến đầu làng, nghe mọi người kháo nhau rằng thằng cả nhà ông hai đã về. Chắc khi cha đi lên trên đường làng đã có ai nhìn thấy nên tiếng đồn mới loan nhanh như đến vậy. Ông nội thì không biết tin đó là thật hay giả, nhưng cứ hớt hải chạy thật nhanh về nhà xem có đúng thế không. Thằng cả đâu rồi? Thằng cả đã về đấy hả con? Ông nội vội gọi: vâng con đây, thầy đã về rồi đấy ạ. Cha vừa đáp lời thì vừa đứng phắt dậy. Thường ngày ông nội là người điềm tĩnh là thế, vậy mà lúc này ông không làm sao có thể kìm nén được nữa. Hai cha con nhìn thấy nhau, ông nội vội vàng chạy tới ôm chầm lấy con trai, nghẹn lời, nghẹn cả nỗi lòng. Mắt ông nội đỏ hoe ẩn ngợn rồi vỡ òa. Cha đưa tay ra vuốt lên mái tóc ông nội: tóc thầy đã bạc trắng cả rồi.
Giọng ông nội vẫn nghẹn ngào. Lúc con đi thầy mới ngoài 50 tuổi, bây giờ đã ngoài 60 rồi còn gì nữa. Cha ngậm ngùi, làm trai mà không lo được cho cha mẹ vào những lúc khó khăn nhất là lúc về già thật là có lỗi, có tội, con xin lỗi thầy U. Làm trai lúc đất nước loạn lạc là phải xông pha nơi trận mà, con đã làm cho thầy U được rạng rỡ với xóm làng, thật xứng đáng làm trai lắm chứ. Con đừng suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa. Bà nội đã vo gạo xong, đang nhặt nốt mớ rau muống cùng quay sang thoát chuyện. Con về thế là thầy U mừng lắm rồi, đất nước đã hòa bình, con ở nhà vờ với thầy U đừng đi đâu nữa con nhé. Cha im lặng một lát, có vẻ như đang cân nhắc một điều gì đó rồi nói: Dạ con cũng chỉ ở nhà được nửa tháng thôi U ạ. Bà nội nghe con cha nói buông chùng cả hai tay đang cầm những ngọn rau làm rơi xuống cả sân. Con đi biển biệt từng ấy năm trời hòa bình rồi, sao chỉ lại ở nhà con nửa tháng? Rồi con sẽ thưa chuyện với thầy U sau ạ. Chỉ khổ cho mẹ con cả thôi. Hay là ông chạy lên huyện xin phép cho hai mẹ con nó về ít ngày. Phải đấy, thầy phải đi ngay không thì muộn mất. Không cần đâu thầy ạ, để sáng mai con lên đón cả nhà con với cháu về. Nhân tiện con ghé thăm anh bạn cùng làm việc trong ủy ban kháng chiến luôn thể. Con vừa nói có bạn làm trong ủy ban kháng chiến huyện. Vâng, đồng chí Đặng Vũ đấy thầy ạ. Ông nội nghe đến nói đến Đặng Vũ trợn tròn hai mắt. Con quen biết cả chủ tịch Đặng Vũ, con người ấy thật đáng mặt anh hùng. Thầy và ông ta cũng biết đến nhau. Mai con ra ngoài ấy cho thầy gửi lời hỏi thăm con và nói thầy mời ông ấy bớt chút thời gian về chơi với gia đình nhà ta nhé. Vâng ạ. Ông nội ngẩn người một lát rồi quay lại nói với bà nội: Bà đun nổi nước để tôi xuống bắt con gà làm thịt. Hôm nay cha con tôi phải làm một bữa rượu cho thật đã. Lâu lắm rồi, đã dễ gần đến 9 năm mới được ngồi uống rượu với thằng cả. Không biết dạo này tiểu lượng của con trai tôi thế nào? Cha cười: Ở trong quân ngũ nghiêm lắm thầy ạ, mà cũng làm gì có rượu mà được uống. Chỉ thỉnh thoảng xuống công tác dưới bản mới được bà con thiết đãi một bữa. Bà nội đặt nồi nước lên đun bếp đun. Ông nội xuống chuồng gà. Con gà trống hồi lão sáng chăm sóc bây giờ đã lớn lọc ngọc, được ông nội cho đi hóa kiếp. Bữa cơm hôm đấy chỉ có ba người, ông nội và cha rót rượu uống hết chén này đến chén khác. Rượu đó làm cả hai cha con cùng nhớ lại hồi cha còn làm đội trưởng du kích ở làng. Dạo ấy cứ thỉnh thoảng ông nội ra ao vợt một con cá thật to, hai cha con lại bày trò tiệc tùng. Thì cứ gọi là tiệc tùng thế, nhưng cũng chỉ mấy người trong nhà, hoặc có mời thêm ông Tuệ nữa thôi, chứ nào có ai đâu. Lắm khi bà nội và mẹ ăn xong đã đi ngủ từ lâu, nhưng tiệc rượu thì cứ rôm rả mãi. Trong bữa cơm hôm ấy, mẹ và chị gái tôi không có nhà thì đã đành. Ông nội cũng không kịp mời cả mời ông bà Tuệ vì đã muộn. Ông bà Tuệ bấy giờ đã trở thành người trong nhà của ông bà nội rồi. Bà nội ngồi bên cạnh luôn tay gắp thức ăn cho chồng và con trai. Khi bữa ăn đã xong, bà nội dọn bát, cha đứng dậy pha ấm trà. Ông nội vác chiếc chõng tre đặt ở giữa sân. Câu chuyện của hai cha con xoay quanh chủ đề nhà cửa ruộng vườn, công việc làm ăn của gia đình kể từ ngày cha đi vắng. Câu chuyện của mẹ đi theo kháng chiến được ông nội nhắc đến nhiều nhất. Ông nội bảo với con trai: Nhà mình có phúc mới được cô con dâu ngoan ngoãn hiền thảo như thế vậy. Sau đó ông nội hỏi thăm con trai về những ngày tháng ở ngoài chiến trường. Đã gọi là chiến trường thì con thiếu gì chuyện để mà kể. Vậy mà cha chỉ vâng dạ trả lời qua quýt cho xong chuyện. Hình như cha có ý lảng tránh nói về bản thân những ngày chiến ở chiến trường. Mỗi lần ông nội hỏi, cha lại tìm cách lái câu chuyện sang chủ đề khác. Cha bảo: Thầy U nghe làm gì những chuyện chết chóc lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau. Người chết như ngả dạ, dẫu có là ta hay địch thì cờ người nổ súng để bắn chết người kia trong cũng đều mang trọng tội với đời, với trời Phật cả. Mãi đến khuya, lúc bà nội dục hai con cha con đi ngủ, cha mới mang một vấn đề quan trọng để nói với ông bà nội. Cha cầm chén trà nhấp một tập rồi đặt xuống chõng tử tố nói: Thưa thầy U, con về chuyến này cũng là để bàn với thầy U một việc. Bây giờ đất nước đã hòa bình rồi, theo hiệp định đã được ký kết giữa chính phủ Pháp và chính phủ Cụ Hồ tại Geneva, Việt Nam sẽ tạm thời chia làm hai miền, quân đội Pháp theo quản lý miền Nam, chính phủ Cụ Hồ quản lý miền Bắc. Quân đội của hai bên, của bên nào sẽ về với bên ấy, còn dân thì ai muốn sống với chế độ nào thì sẽ được tự do lựa chọn. Con định nhân cơ hội này, con xin ra quân, gia đình ta sẽ chuyển vào Sài Gòn làm ăn sinh sống thử xem sao. Con nghe nói ở trong ấy làm ăn dễ lắm, cũng theo hiệp định Geneva, sau 2 năm sẽ tổng tuyển cử hai miền, thống nhất đất nước. Đến lúc ấy nếu làm ăn khó khăn thì gia đình ta lại hồi hương, còn nếu làm ăn dễ dàng thì ở lại luôn cho ấy luôn. Thầy U thấy thế nào ạ?
Ông nội ngồi xếp hàng bằng tròn im lặng hồi lâu. Lúc ấy ông nhìn lên bàn thờ, lúc lại thấy ông nhìn sang một lượt sờ quanh sân. Không hiểu lúc này ông nội đang suy nghĩ gì, nhưng chắc chắn ông đang rất phân vân. Bà nội thì cứ xưa từ xưa đã vốn không bao giờ tham gia vào những chuyện to lớn của gia đình, nên cũng chỉ ngồi im lặng. Lát sau ông nội quay lại nhìn vợ, rồi lại quay nhìn con trai. Việc này con để thầy suy nghĩ thêm đã. Thầy đi nhiều nhưng trong Nam thì chưa bao giờ đặt chân tới. Thầy cũng muốn đi thử một chuyến xem sao, nhưng kẹt nỗi còn cửa nhà cửa, ao cá ruộng vườn, nhất là mồ mả ông bà tổ tiên nữa, không lẽ bỏ chừng từng ấy thứ mà đi cả hay sao? Bà nội nghe ông nội nói, được thể xen vào. U thấy thầy con nói đúng đấy, vào trong Nam lạ lước lạ cái, nhà mình cả một đống người thế này, biết trông cậy vào đâu, lấy gì mà ăn mà sống. Con cứ ở nhà với thầy U nghe mẹ và mẹ con nó, ao cá ruộng vườn sẵn đấy, chỉ cần có sức lao động là chẳng thiếu thứ gì. Cha đỡ lời bà nội, con xin thầy U cứ suy nghĩ thêm, đây là cơ hội có một không hai, nếu để lỡ sẽ không bao giờ có lần sau đâu ạ. U cũng đừng lo gì hết, chính phủ Bảo Đại và ông Ngô Đình Diệm sẽ giúp đỡ những người miền Bắc di cư vào Nam cho đến khi ổn định được cuộc sống, rồi con sẽ đi làm cũng sẽ có tiền lo cho cả gia đình U ạ. Khoảng cách im lặng khá lâu, ông nội vừa vẫn hết nhìn lên bàn thờ rồi lại nhìn lên mái hiên, nhìn khắp lượt quanh nhà. Bà nội ngồi bên cạnh chồng và con trai im lặng, thỉnh thoảng lại thấy bà sụt sùi, đưa tay quẹt ngang mặt. Cha cầm chiếc ấm rót nước ra từng chén mời ông bà nội. Ông nội cầm chén nước đưa lên miệng rồi gật đầu. Mà con cũng phải bàn với mẹ cả xem ý nó thế nào. Từ ngày nó đi theo kháng chiến, thầy thấy nó cứng cáp hoạt bát hẳn lên, ăn nói cũng đâu ra đấy chứ không nhút nhát như hồi con còn ở nhà nữa đâu. Vâng ạ, để con sẽ bàn với nhà con sau ạ. Bây giờ cũng khuya rồi, thầy U đi ngủ kẻo mệt. Trăng vừa qua rằm nên đã đến giữa đỉnh đầu, đang ghếch mặt nhìn xuống trần gian để vẽ cảnh khuya trên lên sân nhà ông nội. Gió vật vờ trên từng cành nhãn, bóng của ngôi nhà bể nước thẳng tắp như kẻ chỉ, bóng cây cau cây bưởi đang đung đưa theo chiều gió thổi, tất cả đen sẫm một màu, lộ trên nền trăng sáng như ngọc cứ vấn vít quanh bóng ông nội, bà nội và bóng của cha nữa. Tiếng gà gáy dưới vườn vọng lên tiếng báo hiệu đêm đã sang canh. Bà nội đứng dậy thu dọn ấm chén, ông nội và cha cũng đứng dậy theo. Ông nội chánh choáng hơi men, câu chuyện cha nói đã làm cho nỗi lòng ông ngập tràn biết bao tâm sự. Cha vẫn điềm tĩnh, rượu càng làm cho cha thêm tỉnh táo, can đảm và sáng suốt hơn. Cha vội đứng dậy đỡ ông nội, dìu ông vào trong nhà. Từ ngày Phú Vân được hòa bình, Ủy ban kháng chiến huyện đã trở về tiếp quản địa điểm cũ ngoài phố huyện. Nơi này trước đây vốn là huyện đường của chế độ cũ, được quân đội Pháp bảo trợ. Việt Minh đã chiếm lại kể từ khi ngày giành được chính quyền năm 1945 và trở thành đại bản doanh của Ủy ban kháng chiến huyện. Sau đó hơn một năm, Ủy ban kháng chiến huyện bị máy bay quân đội Pháp oanh tạc dữ dội. Đặng Vũ quyết định sơ tán về làng Diền để bảo tồn lực lượng. Từ nhà ông nội ra phố huyện rất gần, chỉ chưa đầy 2 cây số. Cha đến nơi lúc phố huyện vẫn còn đang chìm trong tĩnh lặng. Thời tiết tiết trời se lạnh, hơi sương làm ướt cả mái đầu, nhưng vì cha đi rất nhanh nên người cảm giác hơi nóng bừng bừng. Cha dừng lại trước cổng trạm gác của Ủy ban nhân dân kháng chiến huyện. Trong trạm gác có 2 lính cảnh vệ, một người đứng dậy nhìn cha bằng ánh mắt ngờ vực. Ông tìm ai? Có việc gì mà tới đây sớm thế? Tôi tìm cô Loan, người làng Vân Nhuệ. Người lính vệ binh cúi đầu rồi cúi xuống, cầm quyển sổ ghi danh sách cán bộ nhân viên trong ủy ban kháng chiến rồi lại ngẩng lên, ném cái nhìn lạnh tanh về phía người đứng đợi. Loan làm ở phòng nào, ban nào? Thưa đồng chí, tôi không biết, nhờ đồng chí tìm giúp ạ. Thế thì chịu, không biết làm ở phòng ban nào thì không thể tìm được đâu. Nhưng đúng là cô ấy làm việc ở trong ủy ban kháng chiến huyện mà. Tôi đã nói không thể tìm được, ông đi chỗ khác để chúng tôi làm nhiệm vụ. Người lính gác cảnh vệ vẫn tỏ thái độ kiên quyết. Vậy thì phiền đồng chí cho tôi gặp đồng chí Đặng Vũ. Cha vẫn điềm tĩnh nói, nhưng người lính cảnh vệ rướn cặp mày nhìn cha có vẻ rất ngạc nhiên. Ông mà ai mà đòi gặp chủ tịch ủy ban kháng chiến huyện? À mà ông vẫn chưa xuất trình giấy tờ cho chúng tôi đấy nhé. Cha cười, tôi cũng là lính, bạn cũ của đồng chí Đặng Vũ. Người lính cảnh vệ càng ngạc nhiên hơn, cặp mày của anh ta chau xít lại nhìn người khách lạ từ đầu đến chân. Ông là lính mà ăn mặc thế kia, ai tin được? Vừa mới hòa bình xong, bọn gián điệp nhăn nhản khắp nơi để dò la tin tức. Chúng tôi phải hết sức cảnh giác, không để cho chúng phá hoại cuộc sống hòa bình của nhân dân. Nào, xin ông cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ.
Chẳng là lúc ấy cha đang mặc bộ quần áo thường phục, nên người lính cảnh vệ cũng không phân biệt được là cha là một người lính, đã tỏ ra rất cảnh giác. Cha mở một chiếc bóng bóp may bằng vải thổ cẩm cho do một người đồng bào dân tộc thiểu số khâu tặng, lấy giấy tờ giấy nghỉ phép của đơn vị đưa cho người lính cảnh vệ. Xin đồng chí xem đi ạ. Người lính cảnh vệ cầm tờ giấy lẩm nhẩm đọc. Bỗng anh ta run bắn người lên khi biết vị khách là một cán bộ cấp đại đoàn vừa đánh trận Điện Biên Phủ trở về. Anh ta đưa hai tay trả vị khách tờ giấy và nghỉ phép, miệng nói líu cả giọng: "Em xin lỗi thủ trưởng ạ. Em mời thủ trưởng vào tạm trong nhà khách để em đi báo cáo với đồng chí chủ tịch Đặng Vũ ạ." Người lính cảnh vệ rối rít mời vị khách vào trong căn phòng bên ngoài tạm trạm gác tiếp giáp với một trạm bảo vệ, rồi vật vội vàng rót nước ra chén: "Em mời thủ trưởng sơi tạm chén nước ạ. Mình cảm ơn đồng chí giúp mình nhé." "Rõ." Người lính cảnh vệ là dập chân đứng nghiêm, giơ tay ngang vành mũ theo đúng nghi thức thước quân đội. Sau đó anh ta làm động tác đằng sau quay rồi bước đến trạm gác, nói nhỏ với người kia bằng giọng rất nghiêm trọng: "Này, thủ trưởng cấp cao đấy, để tao đi báo cáo với chủ tịch Đặng Vũ đón tiếp nhé." Đặng Vũ đang ngồi trước bàn làm việc, ngày nào cũng vậy, ông vẫn thường làm việc từ rất sớm. Đó cũng là nề nếp của ông từ hồi Phú Vân còn bị quân Pháp chiếm đóng, vẫn được duy trì đến tận bây giờ. Đặng Vũ nghe người lính vừa báo cáo đứng bật dậy: "Đồng chí ấy đâu rồi? Sao không đưa đồng chí ấy đến tới đây?" "Chủ tịch, thưa chủ tịch, theo nguyên tắc của cơ quan em không dám ạ." "Thôi được, để tớ ra đón đồng chí ấy ngay bây giờ." Đặng Vũ quên cả việc thu xếp mọi thứ trên bàn làm việc, vốn là thói quen của ông, bước thật nhanh ra nhà khách đón bạn. Ông mở cửa phòng khách bước vào, hai người vừa nhìn thấy nhau đã lao vào ôm chầm lấy nhau. "Thắng, cậu đã về, hai cụ cả và cả nhà mong cậu lắm đấy. Thế cậu đã về nhà chưa hay là vào thẳng đây?" "Tớ về Hà Nội được bao hôm nay để dự một cuộc họp quan trọng của Bộ Tổng Tư lệnh. Xong việc rồi tớ được phép về thăm gia đình một ít bữa. Chiều tối tớ qua đã về nhà rồi." "Cậu về được bao lâu?" "Nửa tháng, còn khối thời gian để anh em mình đấu võ đấy." Cả cha Đặng Vũ cùng mười, Đặng Vũ cùng cười. Rồi cha nói tiếp: "Tớ nghe ông cụ nói vợ tớ được cậu dung nạp về đây làm việc, thấy phấn khởi quá. Cô ấy nhát như cây thế, không biết sẽ làm được việc gì cho cậu. Cậu đi lâu quá nên không biết, vợ cậu tiến bộ rõ rệt lắm. Bây giờ cô ấy là chủ tịch hội phụ nữ cứu quốc huyện đấy." Cha trợn tròn hai mắt: "Làm chủ tịch hội phụ nữ huyện? Cậu ưu ái cho cô ấy đến thế cơ à?" Đặng Vũ cười: "Nhưng những ngày đầu tớ cũng từng nghĩ như cậu, ai ngờ năng lực của cô ấy phát triển nhanh đến nỗi ai cũng phải ngạc nhiên." Đặng Vũ đưa bàn tay chỉ về cơ quan, tay kia vỗ vai lên vai bạn: "Bây giờ vẫn còn sớm lắm, chắc mẹ con cô ấy còn đang ngủ. Cậu cứ vào trong này thăm nơi làm việc của tớ, lát nữa tớ sẽ cho người báo cô ấy biết để đến đón cậu." Đặng Vũ quay sang nhìn bạn rồi nháy mắt tinh nghịch: "Hay cậu muốn gặp nàng ngay lập tức?" "Thôi, cứ để cô ấy và cháu ngủ thêm tí nữa. Sáng nay tớ xin phép cậu đưa hai mẹ con cô ấy về quê và các cụ luôn." Hai người bước qua cổng trạm gác của Ủy ban Kháng chiến hướng về phía trung tâm cơ quan. Mấy người lính gác ban nãy vội nghiêm đứng chào. Cha mỉm cười gật đầu đáp lại rồi bước theo Đặng Vũ. Căn phòng làm việc của Đặng Vũ là nơi làm việc của một viên quan huyện trước kia, liền với khu thông công đường nay đã trở thành hội trường của cơ quan. Kiến thức kiến trúc bên ngoài vẫn gần như nguyên vẹn, nhưng bên trong đã được sửa chữa lại một số kết cấu cho phù hợp với hoàn cảnh và phương thức làm việc của chế độ mới. Các phòng ban trực thuộc nằm rải rác trên khắp khuôn viên của huyện đường. Thời chế độ cũ đã xây tường rào bao kín xung quanh, cao lút đầu người, đến con chuột cũng khó lọt qua được. Trên đường đi, Đặng Vũ tranh thủ kể cho cha tôi nghe qua về câu chuyện của mẹ tôi từ ngày đi theo kháng chiến. Chuyện mẹ đã dũng cảm trong vai trò chỉ huy chiến đấu, giải phóng làng Vân Nhuệ như thế nào. Rồi sau trận đánh ấy, mẹ được kết nạp vào đảng. Khi huyện Phú Vân giải phóng, Hội Phụ Nữ Cứu Quốc huyện đã tổ chức đại hội đại biểu. Mẹ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc do huyện giới thiệu, đã trúng cử vào chức chủ tịch thay cho bà Hoa trước đây đã kiêm nhiệm. Chỉ mới từng ấy năm xa cách, cha nào ngờ được một gia đình nhỏ bé chỉ từng ấy người mà cũng có tới cả một trời thay đổi. Gian nan vất vả khổ đau đã biến mái đầu của một con người kiên gan như ông nội trở nên bạc trắng, biến bà nội chỉ biết lầm lũi với công việc thành một dòng nước mát tưởng chừng như vô tận, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ òa. Còn vợ của cha, từ một người đàn bà thuần hậu, quanh năm suốt tháng chỉ biết quanh quẩn với thiên chức sẵn có, thì nay đã biết cầm súng chiến đấu với quân thù. Miền Bắc được hòa bình, mở ra cho đất nước một trang sử mới, cũng đồng thời mở ra cho những người
người thân và của cha một cuộc sống mới. Đối với những người đã già, những người lớn tuổi như ông bà nội, như cha và mẹ thì mọi việc đã coi như đã an bài. Nhưng còn tương lai của thế hệ trẻ, thế hệ mầm non như những đứa con gái của cha, hòa bình ắt sẽ mang lại cho chúng và con gái của cha cơm no áo ấm. Chúng và con gái của cha sẽ được vui đón Tết Trung Thu, sẽ được học hành và sẽ được ca hát những bài ca thế hệ mang thế hệ cha ông đã đi dày công ươm mầm nảy hạt. Cha vừa đi vừa nghe đạo vu nói, vừa nghĩ về những đổi thay của những người thân trong gia đình mà lòng bỗng thấy phơi phới một niềm vui vô bờ bến. Khi Đặng Vũ và cha cùng đến trước cửa phòng làm việc của Đặng Vũ, ông dừng lại, chỉ sang nhà ngói phía bên phải, cách đó chừng ngót 100 mét. Mẹ con cô ấy ở trong dãy nhà tập thể kia kìa. Nơi ấy trước đây là trại lính bảo vệ vệ huyện đường của chế độ cũ, cũng khang trang ra phết đấy. Câu nói của Đặng Vũ cắt ngang dòng tâm sự của cha. Cha gật đầu nhìn theo. Cả khu tập thể vẫn chìm trong yên tĩnh. Màn sương buổi sớm vẫn còn đang răng mắc quấn quýt lấy mọi vạn vật trong không gian. Bỗng cha thấy con tim mình đập thình thịch. Nhưng với bản tính sẵn có, cha vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hai người sóng đôi bước lên khu tiền sảnh công đường cao tới 5 bậc để vào bên trong căn phòng. Nào, bây giờ tớ mới kịp hỏi thăm xem những năm tháng chiến trường cậu đã làm được những gì. Nhưng trước khi cậu kể lại, tớ xin được hỏi thăm sức khỏe của hai cụ cái đã. Cảm ơn cậu, hai cụ nhà tớ vẫn khỏe. Tối qua cha con còn nói chuyện tới tận khuya. Ông cụ có nhắc tới cậu và gửi lời mình mời cậu tới bớt chút thời gian về chơi với hai cụ. Tớ cũng nhờ cậu chuyển lời, nhất định tớ sẽ về thăm hai cụ. Võ công của ông cụ thật đáng ngưỡng mộ, chắc bọn mình còn phải học dài dài đấy cậu ạ. Đặng Vũ nói xong đứng dậy với chiếc ấm rồi tự tay ra pha trà rót nước mời khách. Công việc này mọi khi thường do người phục vụ đảm nhiệm. Mỗi lần có khách đến, hương trà thơm ngào ngạt khiến cha nhớ lại những ngày chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lính tráng tuy mệt nhọc, cuộc sống quá gian nan nhưng cứ tối tối lại ngồi quây quần bên ấm trà với biết bao nhiêu tâm tình của người lính. Trên ban cô quân báo của cha cũng vậy, mỗi khi có ai đó bỗng dưng cảm xúc bởi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương thì mọi người lại gọi nhau quây quần bên ấm trà để chia sẻ với anh em đồng đội. Đặng Vũ thấy ông bạn bỗng dưng trầm hơn hẳn, ông như hiểu tận thấu tận ruột gan của người bạn vừa chiến đấu vùng biên ải trở về. Ông cười và nói, hương vị trà làm lại cậu nhớ lại đồng đội rồi chứ gì. Cha mỉm cười gật đầu, ở chiến trường cái gì cũng thiếu thốn, duy nhất chỉ có mỗi thứ, cái thứ này là luôn có sẵn. Dân thương quý bộ đội cụ Hồ, của nả chẳng có gì. Trà là thứ trồng được, nhà nào cũng có vài ba cây to như cây cổ thụ, nên cứ mỗi khi thu hoạch lại mang ra cho bộ đội làm quà. Búp trà từ những cây trà ấy phải xem như một thứ đặc sản mới đúng. Uống xong khó mà quên nổi hương vị của nó. Tớ cứ tiếc mãi nhận được mật lệnh là hỏa tốc lên đường về Hà Nội ngay, nên chẳng kịp mang một được chút nào về làm quà biếu cho ông cụ. Đặng Vũ chỉ chén nước trà đã nóng đang tỏa hương ngào ngạt nói, cậu xem thứ trà này có được ngon như trà Tây Bắc của cậu không. Nếu thấy được tớ còn ít đấy, lát nữa cậu mang về biếu ông cụ giúp tớ nhé. Được đấy, cảm ơn cậu. Trong lúc hai người đang say sưa câu chuyện thì nghe tiếng kêu vơ lên vang lên từ ngoài trạm gác. Đặng Vũ cắt ngang câu chuyện đứng dậy, báo thức dậy rồi, rồi đấy, tớ đành phải trả cậu cho cô ấy và con gái thôi. Khi nào cậu muốn đưa vợ con gái về trong quê, tớ sẽ cho xe trở về tận nơi. Đặng Vũ đích thân đưa cha tôi tận tới khu tập thể gia đình nơi mẹ và chị gái tôi đang ở. Hai người dừng trước căn phòng vẫn còn đang đóng cửa im ỉm. Đặng Vũ chỉ cho cha tôi biết rồi xin phép cáo lui. Ông muốn để hai người được hưởng trọn vẹn giây phút hạnh phúc vô cùng thiêng liêng, ngọt ngào và đặc biệt là sự bất ngờ đối với người phụ nữ đã xa chồng biển biệt gần 9 năm trời. Hai người bắt tay nhau thật chặt, hẹn sẽ gặp lại nhau sớm. Đặng Vũ quay bước đi về phía văn phòng của ông. Cha bước tới cửa gian phòng, Đặng Vũ vừa chỉ vừa gõ cộc cộc rồi đứng chờ. Trong lòng cha vô cùng hồi hộp, con tim cha đập thình thịch. Cũng đúng lúc mẹ và con gái vừa tỉnh giấc thì nghe tiếng gõ cửa. Trong khu tập thể cũng nhiều khi mới sáng sớm một người đã gọi cửa để nhờ nhau việc công việc. Mẹ gục vội bước ra, nhấc chén chiếc then cài rồi từ từ mở cửa cánh cửa. Mẹ bỗng sững sờ, không tin vào con mắt mình được nữa. Cha là người đã hiện được chuẩn bị trước mọi tình huống, cũng không thể tránh khỏi sự ngỡ ngàng và hết sức cảm động khi nhìn thấy vợ đứng ngay trước mặt mình. Gần 9 năm, gió sương đã làm mẹ thay đổi phần nào, nhưng trên khuôn mặt mẹ thì vẫn còn đầy xuân sắc, vẫn là đôi mắt dịu hiền năm xưa, vẫn là cái mũi dài nhỏ thẳng tắp, sáng láng và cặp môi phớt hồng, đài cát không thể hề phai nhạt.
anh đây, anh đã về với em và con đây. Trời ơi, mẹ thảng thốt, có phải tôi đang nằm mơ không? Chị gái tôi còn đang uốn éo trên giường, nghe tiếng hai người nói chuyện cũng lờ mờ hiểu ra chuyện gì, vội vùng dậy chạy ra đứng cạnh mẹ. Cha nhìn thấy con gái cúi xuống ôm chầm lấy. Thầy đây, con gái của thầy đã lớn bằng chừng này rồi cơ à? Cha chỉ nói được có thế, bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn, hai mắt cay xè, rồi những cái hôn thi nhau chút lên má, lên đầu, lên cổ con gái. Chị tôi xấu hổ cúi xuống không dám nhìn cha. Sự việc diễn ra nhanh quá khiến cho mẹ cứ đứng ngây người vải phải đến tận lúc ấy mới tin là đó là sự thật. Mẹ đang giang cả hai tay ôm chầm lấy cả hai cha con, hai dòng nước mắt của mẹ cứ thế tuôn trào. Cha đưa tay vuốt lên mái tóc vợ còn đang rối bù nghẹn ngào nói: anh được cấp trên cho nghỉ về nghỉ phép, anh về nhà rồi, tối qua rồi nghe thầy U nói anh mới biết em đang làm việc ở đây. Anh đã ra từ rất sớm nhưng không muốn làm mất giấc ngủ của em và con nên tiện thể ghé thăm Đặng Vũ trước. Đặng Vũ là bạn của anh đấy em ạ. Mẹ gật đầu trong nước mắt rồi cả hai người cùng bước vào nhà. Cha đưa mắt lướt nhìn quanh một lượt. Ngoài phòng khách bên tay trái căn nhà còn có gian nhỏ làm bếp và một phòng ngủ liền kề phía sau. Đây là căn hộ khép kín của viên hạ sĩ đội trưởng bảo vệ huyện đường thuộc chế độ cũ đã di tản vào Nam. Cha đặt chị tôi xuống mở túi sách lấy chiếc nơ kẻ tóc màu hồng có điểm những bông hoa trắng xinh xinh đưa con gái. Chị tôi thích lắm nhưng vì xấu hổ nên vẫn còn bẽ lẽn, vẫn chưa dám cầm ngay. Em kẻ tóc cho con xem có đẹp không nào. Mẹ đỡ chiếc nơ từ tay cha rồi với chiếc lược chảy mái tóc con gái cho suôn mượt trước khi kẹp chiếc nơ lên đầu. Khuôn mặt chị tôi vốn đã trắng hồng lại thêm rạng rỡ. Cả cha và mẹ đều cùng ngắm nghía rồi khen con gái thật là xinh. Chị tôi được cả nhà cha mẹ khen là giờ thêm xấu hổ, cứ e ấp lại giờ thật sâu trong ngực cha. Cha vừa đưa tay vuốt nhẹ lên mái đầu con gái mà trong lòng thấy cứ rưng rưng. Những kỷ niệm của cái đêm bất tử gần 8 năm trước lại ùa về. Lúc ấy chị tôi vẫn còn đỏ hỏn thì cha đang ở độ tuổi 20. Phải mãi đến sau này cha mới nhận ra rằng chính cái tuổi 20 ấy, cái tuổi đang tràn đầy khí thế và sục sôi, tràn đầy tính phiêu lưu mạo hiểm, coi cái chết chỉ nhẹ tựa cánh hồng, đã đưa đẩy cha say sưa trên con đường chiến tranh khiến mẹ phải trả giá bằng tất cả tuổi thanh xuân, cái tuổi tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất của cuộc đời làm vợ của mẹ. Cha ngắm con gái một hồi rồi quay sang nói với vợ: con gái giống em quá. Chỉ giống em cái miệng và cái mũi thôi, đôi mắt giống anh y hệt, thầy U cũng bảo thế. Vậy à, gần chục năm trời anh có nhìn thấy mặt mũi mình như thế nào đâu, cũng chẳng biết mình già hay trẻ nữa. Nhưng cứ nhìn các đồng chí cùng đơn vị anh thì anh đoán chắc mình cũng già lắm rồi. Cha nói rồi nở nụ cười rất tươi. Mẹ đưa nhìn ánh mắt nhìn chồng, cặp mi cong vút bỗng chớp liên hồi, bốn con mắt như dán chặt vào nhau. Lúc này cả cha và mẹ đều tự hiểu rằng cả hai người đều phải cố gắng hết mình để kiềm chế, nếu không để cơn sóng lòng đang trào dâng sôi sục có nguy cơ vỡ òa trước mặt con gái. Trong lúc cả hai người còn đang bộn bề với biết bao cảm xúc thì tiếng kẻng bên ngoài vọng gác lại vang lên. Mẹ nói với cha đó là tiếng kẻng báo ăn sáng dưới bếp ăn tập thể cho những người trong cơ quan còn đang sống độc thân. Mẹ bảo cha ngồi chơi với con gái để mẹ nấu đồ ăn sáng. Nhưng cũng vừa đúng lúc ấy thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này thì không phải mẹ ra mở cửa mà là cha. Khi cánh cửa vừa mở, Đặng Vũ và người công vụ đã đứng ngay trước mặt. Trên tay Đặng Vũ ôm một bó hoa rực rỡ đủ các sắc màu mà tự tay ông vừa cắt tỉa trong vườn. Người công vụ bưng một khay đựng thức ăn buổi sáng cho cả nhà. Đặng Vũ gật đầu chào và xin lỗi ông bạn thân, bước tới trao bó hoa cho người vợ bạn với lời chúc mừng hạnh phúc và cả hai người bằng một tình cảm rất chân tình. Tôi biết thế nào, nhà mình cũng chưa kịp chuẩn bị thức ăn sáng nên đã báo cho nhà bếp làm luôn. Bây giờ mời cả nhà điểm tâm, lát nữa tớ cho người đưa con gái đến lớp học nốt buổi hôm nay và xin phép các cô cho con được nghỉ một thời gian. Khi nào con gái đi học về, mình sẽ cho xe đưa cả nhà về trong quê luôn, kẻo hai cụ mong. Tớ cũng quyết định cho cô Loan được nghỉ phép trong suốt thời gian chồng ở nhà. Kế hoạch của mình đã định sẵn thế. Hai người có cần thắc mắc gì nữa không? Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy thì tốt rồi. Chúc cả nhà bữa điểm tâm buổi sáng thật ngon miệng. Đặng Vũ vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với ông bạn rồi quay gót bước nhanh ra cửa.